Thưa quý vị, như chúng tôi đã nhắc đến trong phần đầu của chương trình, tình trạng kháng thuốc kháng sinh đã và đang trở thành mối lo ngại lớn của ngành y tế Việt Nam. Tại các bệnh viện, số bệnh nhân mang trong mình vi khuẩn kháng kháng sinh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Đây là điều rất nguy hiểm cho trẻ bởi nó khiến cho việc điều trị bệnh không những không khỏi mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn, dễ mắc thêm các bệnh mới. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhi 5 tuổi này đang phải điều trị một bệnh lý liên quan đến phổi. Tuy nhiên, việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bé có vi khuẩn kháng kháng sinh. Dân ở nhà là dùng một là kháng sinh, dùng một là không đúng liều, không đúng thời gian, bệnh chưa khỏi hẳn, tạo điều kiện cho cái vi khuẩn nó được tôi luyện, nó dễ điều kiện cho kháng thuốc. Đấy là một cái ưu tiên rất lớn để cho vi khuẩn nó kháng thuốc. Hai bệnh nhi sơ sinh này vừa mắc tim bẩm sinh lại mắc nhiễm trùng mẹ con. Tình trạng của trẻ đang ngày càng nguy kịch. Trong khi qua sàng lọc, cả hai bệnh nhi đều được phát hiện là có vi khuẩn kháng đa thuốc. Khi mà cơ thể đã có chứa những cái tình trạng vi khuẩn dễ kháng thuốc như thế, khi vào viện này tình trạng miễn dịch lại kém đi, kèm theo bệnh nặng lại với cơ con vi khuẩn ở trong bệnh viện, và đặc biệt trong vi khuẩn bệnh viện là vi khuẩn động lực rất mạnh, cho nên làm cho vấn đề tăng cái cơ hội nó cộng hưởng lên, làm cho vấn đề cái mức độ kháng kháng sinh nó phải tăng lên theo thời gian. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả sàng lọc cho thấy có đến 30% bệnh nhi có vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Ngoài các lý do liên quan đến vấn đề môi trường, thức ăn nước uống có tồn tại dư lượng kháng sinh thì còn do lỗi của nhiều ông bố bà mẹ tự ra hiệu thuốc mua kháng sinh về điều trị cho con với liều lượng không hợp lý. Khi mà con ốm thì chúng ta cần phải đưa đi khám bệnh, và đưa đi khám bệnh như thế thì các bác sĩ sẽ kê đơn kháng sinh hợp lý cho các em bé, để tránh cái tình trạng là khi con ốm mới một chỉ là một cái sốt hay một cái ho thôi, các bậc phụ huynh cũng đã đi ra cửa hàng thuốc để mua kháng sinh. Trong môi trường sống luôn tồn tại các loại vi khuẩn. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn sẽ nhân lên và gây ra hàng loạt phản ứng có hại cho cơ thể. Nếu không được điều trị, các vi khuẩn này có khả năng phá hủy các cơ quan trong người, dẫn đến tử vong. Kể từ khi phát hiện ra kháng sinh penicillin đến nay, rất nhiều loại kháng sinh đã được đưa vào sử dụng, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, do lạm dụng và tùy tiện sử dụng kháng sinh, nhiều loại vi khuẩn kháng kháng sinh đã xuất hiện và nguy cơ con người không còn thuốc kháng sinh có hiệu quả để điều trị ngày càng tăng. Các em bé đến đây thì trong tình trạng bệnh rất là nặng, hầu hết là đều chuyển từ các tuyến ở các cơ sở khác lên. Đôi khi các em bé cũng đã có những cái vi khuẩn kháng kháng sinh sẵn có. Đấy, và những cái nhóm em bé mà đôi khi không phải là vi khuẩn kháng thuốc mà mang cư trú, thì đây là những cái rất là thách thức đối với cán bộ nhân viên y tế. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của ngành y tế, phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn của bác sĩ ở khu vực thành thị là 81%, ở nông thôn tới 91%. Cũng bởi thực trạng này, phần lớn các loại kháng sinh thuộc thế hệ 1 và thế hệ 2 hiện nay đều không có tác dụng đặc hiệu. Các bệnh viện hầu hết đều phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới trong điều trị.